Em chào các bác nhá. Nay em xin giới thiệu một bộ dây rửa. Đấy, thì hôm nay dây rửa và máy rửa có những gì, chức năng của nó ra làm sao thì em xin review cho các bác xem. Đấy, thì đây, một bộ máy rửa. Để em mở ra. Con này mang một động cơ máy xăng 4 thì 8,5 ngựa và một con đầu nén 8,5 ngựa luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu kỹ phần này sau. Bây giờ em đi tới phần dây. Dây này dài 19m đi theo máy. Còn đây trên 19m đó thì nó có bộ rắc nối nhanh này. Đây, bộ này là bộ rắc nối nhanh này, có thể là mở ra mở rô được ha. Đây. Ví dụ như là nước ở trong này là em đang lấy để chứa vào cái bình đó. Thì đây mình nối nhanh cũng rất đơn giản ha. Nối kín, ok. Anh kim vào. Đấy. Thao tác của những cái ống này thì rất đấy nhá. Các bác giật cái này ra cái là nối nhanh được rồi ha. Đây. Thì ở đây là em gom ra 10 cuộn dây để ship cho một bác ở Đồng Nai. Hồi chiều nay có hỏi em. Thì đây, dây rửa thì nó chỉ được như thế này thôi nhá. Nó cũng chầy hết rồi nhá các bác. Đây chầy này. Chầy này. Đấy thì người ta kéo, người ta xài rồi thì nó cũng kéo, nó cũng chầy ha. À chầy này. Đấy, cục này còn dính theo bê tông nữa. Đấy thì nội dung của nó cũng chầy ha. Nhưng không phải được còn mới nguyên bản đâu. Đấy, nhiều bác hỏi em là phải dây mới, dây mới thì làm gì có. Tại vì nó chịu bản thân nữa là nó cũng xài rồi, ở Nhật mang về nhiều cái nó còn sáng, còn đẹp, còn chữ. Nhưng mà dây có chữ vừa rồi em kiểm tra thì nó cũng được có mấy dây thôi, 4-5 dây thôi, nhưng mà nó bị cắt đứt nổ hết rồi. Em vẫn phải bấm lại ship. Đấy, 10 dây này em sẽ ship cho bác ở Đồng Nai. Em sẽ còn dây rửa nữa ở trong kho. Đấy thì bây giờ em xin thao tác trên con máy này hoạt động. Thì trước khi hoạt động thì con máy này thì điều đầu tiên là mình phải bật công tắc lên. Công tắc này là công tắc điện này, on lên ha. Rồi. Công tắc thứ hai là cái e gió. Cái e gió này á, lúc mà bật chạy á thì các bác gạt sang, gạt về trong lòng mình á, về trong lòng hướng này. Đấy, khi nào lúc máy nổ lên rồi á thì các bác bắt đầu đẩy ra. Đẩy này ra. Rồi bây giờ muốn gạt nổ đấy, đẩy lên đây. Rồi, nổ xong rồi bắt đầu các bác mới đẩy ra được nhá. Rồi. Điều thứ hai là mở con này ra để cho nó nhẹ. Nghĩa là áp lực hơi khi giật cái này thì đầu quay này nó nước nó nằm trong này thì nó xì ra ngoài này để cho giật máy, đề máy nổ nó nhẹ hơn. Đấy. Đó, anh Điềm giật nổ thử ấy. Đấy. Máy nổ xong rồi nhá bác. Đây. Đấy, đấy là lý do này em xì xả ra cho nó nhẹ này. Đây ha. Mở thử này. Đây là mở thử nhá, mở thử thôi. Đây. Mở thử ra nước nhá để cho áp nó nhẹ hơn thôi. Còn cái này là van chỉnh áp này, bác muốn mạnh, muốn nhẹ thì chỉnh đây. Mở nóc này ra thì sẽ chỉnh nhá. Đấy, còn đây là bộ phận lọc nước nhá. Lọc nước, lọc trước khi mà vào đầu nén. Đây là van chỉnh áp. Con này là mã 501 nha các bác. DWTE051 nhá. Nghĩa là 51R nhá. Đấy. 51. Thì theo đời máy á, thì người ta gọi là F0550. Đấy thì con này nó hoạt động cao áp như thế nào thì bây giờ em sẽ ấy cho các bác xem ha. Một bộ máy này kèm theo một bộ dây thôi là em bán 9 triệu. Khẩu súng này em bán 1 triệu rưỡi riêng. Đấy thì bây giờ em sẽ thử nhá. Anh lấy khẩu súng ra anh test thử. Con máy này là tự động lên ga nhá. Khi nào bật máy ở đây thì bắt đầu nó mới sẽ ga. Thì nó bắt đầu nó mới đề ba nó lên ga. Còn đâu là đã lên ga tự động ha. Đây. Lực nước này là em đang chỉnh ở tốc độ áp trung bình đấy nhá. Nếu mà chỉnh áp cao nữa vẫn được, tại ở trên cái đầu kia chỉnh.
Đấy. Anh xịt dài thử coi, dài ra kia luôn. Đấy. Đấy, các bác yên tâm ha. Đấy. Rồi, bác chỉnh cho xòe lên đi, xòe ra. Con này thì mình tùy mình chỉnh được ha. Mình chỉnh xòe được, mình chỉnh cục được ha. Đấy. Đấy, trong khi máy xịt ra thì máy nó sẽ lên ga. Còn khi nào mà ngưng bóp súng thì nó sẽ là ga 5 ti. Nó sẽ chạy ga 5 ti chứ các bác. Đấy, một con máy nổ này thì em sẽ bán với giá là 9 triệu đồng. Bác nào làm thì liên hệ với em số điện thoại 0938 312 207. Rồi bây giờ em sẽ tắt máy nhá. Em sẽ tắt máy. Dạ. Tắt máy để em sẽ giới thiệu những phần này cho các bác. Đây. Bộ phần này là lược này, lọc này. Lọc này. À, bộ phận này. Cái đầu. Dây vẫn còn nguyên bản nha các bác.